Ước nguyện lúc cuối đời đơn giản nhưng xa vời của nghệ sĩ Mạc Cang. Nghệ sĩ Mạc Cang hiện đang sống trong căn nhà nhỏ cùng hai em gái. Ông yếu, ăn ít, không thể đi một mình, nói chuyện khó khăn nhưng vẫn đau đớn một ước nguyện giản đơn. Trong căn nhà nhỏ nhưng tươm tất, chỗ nghỉ của nghệ sĩ Mạc can là chiếc giường đặt dưới gầm cầu thang. Tiếp đón phóng viên là bà Dương Thị Mai, em gái của ông. Bà nói, trong mấy anh em, ông thứ ba, tôi thứ tư, Yến là em út, căn nhà này của Yến. Hồi xưa ông sống một mình bên thanh đa, do ông yếu quá nên phải trả nhà, dọn về đây để dưỡng bệnh. Biết có người đến thăm, mặt càng cố đứng dậy, ông đi từng bước khó nhọc bằng khung tập đi, được bà Mai dìu dắt. Nghệ sĩ đã yếu đi nhiều sau vài đợt nhập viện, ông hiện không thể đi một mình. Bà Mai vừa xoa bóp chân cho anh trai, kể rằng lúc bệnh trở nặng, hai cẳng chân ông sưng to, rơi dân phù nề cả nửa thân dưới. Ông bị bệnh tim, gút, thấp khớp, lết dạ dày. Tôi mới nhận chăm ông mấy tháng nay, bác sĩ không yêu cầu tái khám nhưng uống hết thuốc phải lấy thuốc mới. Ông uống thuốc mỗi ngày, có mấy tháng thôi mà ông xuống sắc, xuống sức như vậy đó. Trong gần một tiếng rưỡi đồng hồ Mạc Cang nói được vài chục từ, hỏi về ăn uống, ông nói, ngon lành. Hỏi về giấc ngủ, ông nói, ngủ được. Về bệnh tình, ông nói, vẫn khỏe. Ở nhà thế nào, ông lại nói, thoải mái. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra. Ông bị liếu lưỡi, nói năng khó nhọc nên thường không muốn nói nhiều, cả bà Mai, bà Yến đều vất vả để biết ông muốn gì. Dù vậy, sự hài hước lạc quan của Mạc Cang như xưa không thay đổi, ông nói gì cũng thú vị. Mỗi ngày Mạc Cang dậy lúc 8 giờ sáng rửa mặt, thay đồ, ăn cháo rồi uống thuốc. Buổi trưa ông uống sữa, chiều được dìu ra sân ngồi, ban đêm ông ngủ rất ít, thường nằm nhắm mắt chứ không ngủ, đến 4 giờ sáng mới thật sự ngủ ngon. Sau này bà Mai mới biết anh trai thường cố gắng tự ngồi dậy buổi đêm vì không muốn làm phiền mình. Ông là vậy, không khỏe cũng không bao giờ nói, có đau có mệt cũng kêu là khỏe. Mấy hôm trời lạnh đêm ngủ ông rên hừ hừ, sáng hôm sau lại nói là ngủ ngon. Nghệ sĩ Mạc Cang hiện lúc nhớ lúc quên, nói năng khó nhọc nhưng nhắc đến phim là ông nhớ rất rõ, nói nhiều, nét mặt vô cùng rạng rỡ. Ông hóng hỉnh nói về phim, nhớ thấy mẹ, và nói về viết sách báo, có tiền sao không nhớ. Khi phóng viên hỏi phim nào ông nhớ nhất mà càng bất ngờ nói thành câu, nhớ thì nhớ nhiều, làm sao nhớ hết được, và trả lời câu, ông hiện mong ước gì rằng, đóng nhiều phim, phim nào hay hơn mấy phim trước, bà Mai tỏ ra bất ngờ, gọi rằng đây là kỷ lục. Dường như trong rất nhiều công việc từng làm mà càng chỉ giữ lại hai điều, giấc mơ đóng phim và nỗi nhớ nghề viết. Ông chỉ muốn đóng phim không cần tiền nông gì đâu, Ông hay đau, mệt, nhưng ra đoàn phim vất vả, ồn ào lại vui như được qua. Tôi ước gì có ai mời ông đóng phim, vai gì cũng được như vai người bệnh chẳng hạn. Hỏi mặt can vì sao buồn, ông nói, buồn vì không được vui, buồn vì không biết được diễn vai gì, với đôi mắt ước. Trong khi đó, nếu ông đầu đấu được đóng phim thì người ông nhớ nhất lại là nhà thơ Phạm Sĩ Sáu, cùng 6 ngày viết văn.